Trời đang mưa này chắc là có cá đấy. Ở nhà trông em nha, để chị đi chú cá nha. Ở nhà nha, trông em nha. Yo, yo.
chịu gì lâu thế. Ôi sao chị lâu về thế, đói lắm. Ui cá.
đây để chị đi miếng rán ăn nhá.
bàn cái gì ăn đi. Nhà nhá, để đi hái quả nhá. Em ở đây nhá, để chị đi đâu, để chị đi hái quả nhá. Chị ngồi chân lại rồi. Ở nhà ngoan, để chị đợi một tí nhá.
Hôm nay quên biết đi. Dạ bác. Việc của mai đấy. Vâng.
Em ngồi chơi nha, để chị bóc cho nha.
cơm chí nồi ăn nhé. Để chị xuống cho muội này nhá.
Ve chai nhá.
thế nào? Bao tiền đi? Chỗ này bao tiền? 15.000 nhá. Đây, 15.000. Tôm đây. Mày lấy về cho tao. Đây. Đưa cho tao. Cho tao. Điện của em mà. Thì tao đập cho mày chết bây giờ. Thank you.
mời cô xem nhà có cô không.
riêng cuối này nó là phải biết khô mà đi ăn ngon đây ăn. Về lớp, về lớp. Ăn kẹo gì nữa không? Ừ, cái đấy làm giá 80. Kẹo gì nữa không?
không uống nào.
nhớ con ếch cho ăn nhá. Thank you.
Em ơi,
Hôm nay gió to nhờ sắp mưa rồi. Đi ngủ nha. Em ở nhà ngoan nha, để chị đi bắt cá nhá. Em ở nhà nha, để chị về đây.
Ôi cá to thế. Ôi to thế. Hạ xuống sao nào. Ôi giời. Cá to thế. Ôi nặng nhờ. Bao nhiêu tiền? 3.000 à. Cho bác lấy nhá. Đây bác trả. Bác thì không không được. Bác cho manh túi cho bác để bác đổ vào. To nhờ. Bác giỏi thế. Em đây nhá, để chị đi nhường cá cho em ăn nhá.
đây nhá, để chị đi nướng cá cho ăn nhá. Chín chị cho ăn nhé. Em ơi, cái này không ăn được đâu, mất đi thì chị lại tại cho ăn. Em ơi, ăn đi cho bé đói. Em ơi, ăn đi nhé, để chị đi lấy con chó ăn. Em ăn thử thật nhá, không thì có xương ấy.